Hôm nay chơi map Minecraft rồi vậy thôi. Chứ chào hết có tâm rồi. Ok, bấm nút. We just setting up the map ready for you enjoy a bit slowly. Why let's set the voice setting. Ok. Chú tìm được map này ở đâu vậy? Trên mạng. Thế loại gì? Tôi còn biết nữa. Adventure. Rồi đây, mệt quá. Chẳng thấy thứ gì hết. Ok, bắt đầu rồi đó. Nghĩ vậy. Map này lỗi là vui lắm nữa. Nhắm chừng nó lỗi rồi đó. Lỗi là vui lắm luôn á. Rồi, nhắn đi. À, nó cứ vậy hoài đó. Bạn chưa sẵn sàng. À, bấm vô. Nhắn vào trong cái chat. Ok, được rồi. Rồi. Ê, tốt vô này trước nè, mấy anh em. Trời, tốt vô này trước. Quét trước đi Tài. What the fuck nhiều vậy? Chúng ta sẽ cái gì đó, okay, cái gì đó, người ok. Bấm coi đi, bấm coi đi. Chúng ta cái gì đó, ok. What the fuck? Ta không cần biết. Rồi, đi đâu? Vô đây tôi coi coi. Bạn sẽ cần giải thích một số điều hoặc là... Tài. Dạ, em xin lỗi. Ok, chắc đi lên thuyền. Chúng ta vừa đi đến thuyền, phải không? Anh map phiêu lưu dài á, kiểu như là... Server vậy. Để cái này mình mấy chơi anh đẹp là hai mấy em lên xong rồi ông ơi. Hả? Cái này mình chơi mấy ngày mới xong. Nói chuyện cái hàng stick này. Mình chơi thử đi. Ok. Vô cái này nó bột hẳn ra luôn rồi. Anh Zach giỏi tiếng Anh, anh Zach sập chùm Zach ơi. I'm sorry. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể cho bạn vào thành phố. Mới chết rồi. Tôi được mấy tặng cái đồ nè. Anh em tôi được cây kiếm hay gì đó đó. Nó cho mình đồ sắt luôn. Ok, nó nói là im. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể cho bạn qua thành phố này khi bạn ok tôi hết biết cái gì rồi. Nó cho mình cái thẻ nè. Bỏ cái thẻ này vô cho nhỏ này. Đây nó đây. Có thẻ hồng hành đúng không? Nè, bỏ cái thẻ vô đây hả. Đúng rồi. Lấy cái cục đó bỏ vô đổi cái này nè. Bỏ chỗ nào? Chú bỏ em ơi. Tôi phải bỏ cái ở dưới á. Đâu que? Đâu có. Đây đâu. Ở đây hả? Hả? Cái bà này nè, bỏ. Ok, được rồi. Cái da hút hả? Như là vậy. Không phục máu hút thụ tôi sẽ cái này. Tôi muốn này uống gì đi ạ? Hút cũng có nè, vàng. Vàng nó đỡ cho hút. Cái gì hạt vàng là tiền. Nghĩ vậy. Gầu trắng là các bạn. Gầu trắng là hút hồi máu. Hút cấp độ. Mà gì chứ cần không? Dễ xong chưa? Sao rồi? Uống rồi nó là cái gì ạ? Hairbot, Mapbit, ở trong the back. Giết mấy này hả? Không, mình không, mình phải tìm thứ gì nè. Ok. One hour later. Bạn có chắc rằng bạn muốn nhận cái nhiệm vụ nguy hiểm đó. Và bạn sẽ tiêu diệt một con rồng. Và tỷ lệ bạn có thể sống sót rất ít. Yes, đúng không? Yes ha. Rồi. Ôi ôi, thì ra là vậy. Nó cho mình thuốc để mình vô rồi, tiếp đi. Trời ơi, đáp chơi ngu luôn. Mình vô. Đó, đậu phộng. Rồi, em thấy cái không được. Đốt cả mấy phút luôn. Thôi, cái đồ đang tâm thiện á, mình đang tâm thiện á. Tiếp nha. Mình giới thiệu lại cho họ đi. Mình đang tâm thiện. Ồn quá mấy ông ơi, ồn quá. Không, tại cái tiếng game á. Ủa, thì bấm gì ông ơi, tôi bị no sợ, tôi bị buồn nôn rồi. Đó, chuẩn bị phê cần rồi đó. Tụi mình đang tâm thiện á, mình đang bị say sóng á. Oh my god. What the heck. Cái thuốc này là uống cho đánh con rồng á. Đúng rồi. Ủa mới vô đánh rồng nhanh vậy? Không, chắc đi cứu rồi nó mới có được công rồi mới được cho trọng thưởng. Ôi mà trời, chống dịch mặt kê, à, dịch mà đang ở trên tàu. Sao? Mình đang trên tàu. Thuyền trưởng. Đi nào chưa, chúng ta tới rồi. Ôi trời, các bạn thấy không khỏe lắm. Và mình thấy, ok. Ê khoan. Đọc. Dịch đi. Bạn ra khỏi tàu và đầu óc của bạn với một bản đồ bạn vào bản đồ
À, có cái À, bản đồ bản đây. đồ có chú nào có bản đồ chứ không, không Đây vậy? đây đang thấy đây. Ok. Mình đang ở đây. À, bảo vệ này, những kẻ lạ mặt nếu bạn muốn tới cung điện hoàng gia, bạn phải ở lại đây trên con đường tới hướng west là hướng nào quên nè, không nhớ nữa, hướng gì đó, và Trên con theo đường nó khác, cho đường tới khác chứ mà khi hướng. cho tới vậy mình phải đi theo con đường này nè cho tới Không. hết luôn. Ok. Vậy thì đi tới đâu? À, Đi đi tới theo cung một điện con đường hả? khác có hết chứ không có đường này. À, hướng west là Đây này. hướng nào? Ok, để coi coi. Ủa, cái zombie kìa. Mà cái không biết không là mấy thằng nữa là chúng mà coi là dân làm bị bệnh dịch á. vậy là mình đang đi đi tìm ông À, tôi vua biết đi. west đâu rồi, tôi biết west đâu rồi. Ok, đi theo tôi, đi theo tôi. Tôi biết Đâu west đâu 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 rồi. đâu West xuống đâu này nè, đâu west xuống đi này. mà cái tên của cái chỗ bên cần đến là cái gì ạ? À, cung điện hoàng gia hay gì đó. Tôi có Mình chữ phải coi. Royal là vậy. Đó, nó có chứ cái gì, cái này khoáng sản. Đây đây đây, cái tên rồi. Rồi rồi. Skeleton Gripper, chú nào xử nó đi. Đừng 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 đừng. À, nó không có nổ block à. Ngon À, lành rồi. giống như map của Ninh hôm bữa tôi chơi á. Đây đi thôi. Chú nào hỗ trợ tôi cái coi. Ủa cái đéo gì đồng nhiều vậy? Xin lỗi nha. Chết. Ok. Sorry. Đau vãi hai tim. Sorry. Rồi. Ai đừng. Đi ra. Sao lưng Quốc ông kìa, mau, quốc sao lưng mau, ông quốc kìa, mau, sao lưng quốc mau, kìa. quốc Sao lưng nhện nhện nhện. Kia là toàn Thấy mày nó skeleton. lụm đồ, mình giết bọn này đi. Lụm Trời trời, bọn đồ. này như nhiều quá. Ê Ở đây khoan. mà không nhiều quá lạ. Có muốn tắt server reset là không? Có tắt server để tắt con mấy con zombie không? Thôi thôi thôi. Khỏi 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 đi, chắc đây là ý đồ đây mà. Ê đừng nói mình đánh với Ender Dragon nha. Con gì Vừa vô đau đâu có đồ lấy nào cái đồ trận vậy gì quýnh hết. anh đời cây gần tiếng tết nó mới chết quá. Ender Dragon là nó dùng cái sai thì nó dùng cái số bắt này à. Để cho con mình con không giống Ender Dragon hạn chi. West West chế tạo. Không cũng cho mình lộn mình À, có mất tôi ai đâu quên thấy mất. cái lâu đài đây nè. Đâu 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 đâu. Ám này chơi cũng đâu thấy lắc quá rồi đúng không? Đúng rồi. Đây nó Ok, hút mới mặc đầu nó mới dù lắc chế thôi. tủng năng. Ok, lâu đài kia kìa. Ok. Và ở trên kia hình như là Mở. ủa con rồng kìa, Một bách. con rồng Đâu? kìa, Cái tượng hết hồn mà làm hết hồn mà. con rồng kìa. Ok vô. Con Để đánh coi con rồng. Em ê có con lính đứng kìa. Đâu? Kìa có con quýt nữa kìa. Cầm bắt nó anh em. Yeah. Quýt là khó chịu nhất cả nha. Kìa chết rồi. Thằng lính cầm ghèo mặc áo giáp Lính lính vàng. coi nó nói gì. Không What nói gì you hết. saying? Không có nói gì hết. Ê we don't talk anymore. Ê cái gì vậy? Xoay Mấy đường cây mang gành. kìa mấy ông Ở đây ơi, là đừng em có sĩ nhìn. diệt rồng á, đây là con rồng á. Ok, mấy này canh giữ cái này á. Cũng hay phết nhỉ. Đây là Đây bên kia có người kìa, bên kia có người kìa. Yeah, Để bà. còn những năm trước. Baby của cô gái con baby nè. Ôi trời ơi là trời nhiều được. Mấy thằng bảo vệ nó đứng như trong vậy đó, không phụ giúp mấy con này. Nó là bảo vệ mà. Bảo vệ đứng như trong vậy á. Mẹ cái thằng quỷ này, cô có ai? Mấy ông Ôi ơi. trời ơi, trời 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 trời. Mấy ông đâu rồi mấy ông ơi? Ôi tôi Đó, được bên đây nè. Enderpearl, vui. Vô cái nhà này À, đi. tôi mất Enderpearl rồi, không vui. Ok đấy. Ok. Đây, kiếm kiếm chỗ. Bây Giờ giờ mình cái đi thằng đâu nào nữa có đồ chuẩn đây? bị là kiếm sống rồi. Gần cái kiện đồ ăn. Kiếm sống mưu sinh. Ở đây, có một con zombie. Ồ. Con zombie đang hấp như một con dân làng. Có ai muốn coi không? Ông nào muốn coi cái map không? Tôi map này Cái hơi dễ quá. map. Gì? Wow. Ở đúng Đó chỗ không nè. vậy? Ông lên lầu đi, ông ơi lên lầu đi. Để Có phải lầu ngủ nè. em đang tìm chỗ này không? Ngủ đi. Có chết không mở được Ủa? chép. Chắc bị khóa rồi. Kệ bà Ê đi. đồ Có kìa, mình lấy được đúng không? ngủ 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 Có chỗ ngủ. ngủ là ngon rồi. Ok, anh em mình tá túc tại đây. Ê, ok tôi lấy giáp. Đây, ngủ ngủ. Chưa chưa mà. Ok, tôi lấy giáp vậy đây. Ông nào lấy cái cuốn bản đồ nè. Nè, Zack đi lấy đi Zack. Tôi lấy cho, À, tôi lấy. ra đâu tôi đây, tôi sẽ là Lấy người tác chỉ quà dẫn. để Zack lấy. Ok. Đây. Wow, cuốn một bản đồ giống như cuốn sách. Lúc đã bị Get phá hết here the rồi. wheel. Bách du linh nó có hình đó. Đi xuống thôi. Cái hình hả? Ok. Cái hành phố này tối hoài luôn mấy ba. Sao chép một Có khay liên với tục. tạm. Tối hoài sao trời. Ok, chúng ta tìm nơi an toàn với tôi coi map nữa coi. Ok, nó hết Tắt zombie rồi. Ủa còn kỹ vậy? còn trời tối mà. Thì làm mất mặt Ok, có giết chuyện gì skeleton không tiếp đi. vậy? Chỗ này có mở chưa tối à? Mình đang đến đâu ạ? À?
Ok, chúng ta chắc đi một lâu đài rộng lớn hơn, chúng ta nên tới đó. À, để kỹ nha. Cô đánh hoài mà như là cái kiếm vẫn chưa bị hư không ơi. Kiếm này được bất diệt mà. Chứ mày nghĩ em có kiếm hay bánh bằng gì giờ? Đấy là niềm kinh. Không có kiếm chắc ta làm gì đây. Dạ, bác rồi, đi nè. Tôi biết cái chỗ mình đang ở chỗ con rồng á. Có cái địa điểm không để coi? À, giấy tủ đang tụt lại đằng sau. Thôi, không chờ nó đâu. Ủa, ở đâu tên rồi? À, lâu đài này thấy hơi bị kỳ chút. Ây da. Cái này đang giờ đang trong khu gần nè. Ok, không có gì hết. And I go tell cái này chúng ta hấp hơn lâu đài ấy. Mình đang vị trí ở đâu rồi? Vô được hả? Không vô được, không vô được. Ủa được á? Vô được. Cái gì cả? Không thấy gì hết. Ông mở cửa với cô ông ơi, cô ông được ông ơi. Bắt cái mèo. Vô đây. Con heo bật phim heo. Vô đây. Vô không? À, vô ơi, vô ơi, vô ơi, chờ chết, vô. Phật cũng chôn. Ông ơi. Không thấy cái gì chứ. Ông ơi, ông dụ cho mấy con giúp bên nữa bất cận đi. Có lòng được một bộ đồ bằng sắt rồi nè ông ơi. Một bộ bằng sắt luôn. Oh my god. Nè, có vô cuốc sắt nè, lấy không? Có cái kiếm sắt không kênh này. Ok, tôi lấy được cái quần đó nè. Yeah. À, tôi biết bên này ở đâu rồi. Ok, ok. Giờ đi qua một con sông nữa là tới à. Ờ, hiểu rồi. Đưa cái bản đồ xác. Ok. Thì mình đi hết cái tấn này mới tới cái chỗ kia còn xa. Ê, chế đưa cái già cho Tủng đi. Nó không có đồ sắt thấy hơi tội cho nó. Ủa, cái này có già của anh trong đó con lụm chứ. Ủa? Cho con cái già này. Cho con cái già này, con cần già em không? Nè. Áo quần sát. Có còn một người không coi. Ủa, mình đang kiếm chỗ nào à? Rosa gì? Mình đang kia, đi tìm cách giết con rồng mà. Coi cái map coi có cái nào giúp hang động không. Dạ, kiếm sắt nè, có lấy không cho cây nè. Cho chú Tủng đi. Đường này nè, đúng rồi, đường này nè. Đi hẳn hay con đường. Bỏ mà lấy không kìa. Thôi nè, giữ cái kiếm mày xài. Ủa, đâu hả? Nó nổ con lên, giúp bên nổ, bức tượng đó là có làm cái kiếm luôn. Vậy á. Ok đi. Đường này nè, đi hay con đường. Ủa, chứ mình đi ngược lại vậy. Đúng rồi, đi qua một con sông là tới á. Hay là đâu vậy? Dạ, vậy chỉ có cái kiếm gõ xài được bình vĩnh à. Map này là map phi lưu đúng rồi. Đi anh em ơi. Mình đang đi tới cái cung điện để xác nhận, nói với ông vua là mình đi giết con rồng á. Nè, con sông rồi đúng rồi. Đốc trích đâu rồi. Chắc mình giết con rồng á, mình tới nơi thấy một con rồng còn mình đá. Ủa, đốc trích là mình đi ngược lại á, nghe đồn mày vậy đó. Chưa coi chú Tụng đang có bản đồ. Bản đồ nè. Rồi, chưa có xem bản đồ ấy. Tôi vừa mới đưa mà. Đó. Đây, coi đây. Đi theo con sông đi. Đi dọc bờ sông hay an toàn ha. Giờ đi ra kiếm con thuyền này, con thuyền bự. Thấy nó. Ủa, thuyền nào? Mình đang ở cái chỗ đốc. Cái cầu á, cái cầu mà ê, chỗ em trên núi có một cái dungeon kìa. Ủa, con có lâu đài bị bỏ hoang á, trên núi đằng kia kìa. Ấy kìa, cái núi kìa, đi. Anh em hướng là cái núi đúng rồi. Đi lại cái núi hẳn luôn, mình khỏi đi cần map. Ok, đúng rồi đó. Chúng ta đi giết con rồng thôi. Cái đó là dungeon thôi, chưa đi gặp nhà vua mà. Kể tới đây mình giết rồi gặp ổng sao cũng được, có gì mình chết khỏi cần gặp ổng. Thôi ra. Như là làm anh hùng của gia. Ồ, zombie kìa, ồ zombie everywhere luôn. Đừng lo, tôi sẽ giết. Chết đấy, ai da. Người đi chung ơi, đi sát nhau ơi. Ba thằng ông kìa. Ok. Ồ, ba con, ồ nó nổ nhau luôn kìa. Hang kiểu gì vậy trời. Không phải, chưa phải đánh đình đâu. Sao, thấy đúng là có lâu đài trên đó thật. Ờ, tôi thấy cái, không phải cái cậu. Đang cố dùng sơm lên. Trời ơi, nhiều quá mớt quá. Kìa em. Kìa cái map kìa. Đúng không? Và đây để xem cái map của... Kìa cái thành phố, mình đang ở khúc mà con sông thứ hai á. Thấy không? Sao mà trên bên the map tụi mình phải dùng não của ghê. Kìa, giờ ấy kìa, bây giờ mình đi lên đăng dành đi. Ok, let's do that. Đi chung. Rồi. Tôi nè. Ok, Tủng dẫn đường đi. Ok, leo núi nha. À da. Khó nhìn quá đi. Ừ, cũng khó nhìn, mắt nhỏ xíu, không có zoom lên được nữa. Ai chung được mà, nếu không tải về thôi. À, lắc. Lắc rồi.
con gồng nhẹ, 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 nhẹ đâu, đi. Con gồng nó ở đâu vậy? Hả? À, chưa đâu mình. Trên cái tờ lâu đà bị bỏ hoang. Không phải đâu, này là map thôi, chỗ này chừng đánh boss thì kiếm được. Chứ cái này là map philo mà chắc nó dài. Philo mà chắc dài, chắc mình phải làm 2 tập quá. Mà thấy cũng hay. Ờ, gò cửa không? Ngoài đây nè. Dưới kia nhanh lên coi. Đợi, đợi, không đi. Ờ, đi qua, ở đây nè. Ok, lưu đi, đón chứ đó, ok, chứ đây rồi, ok, đi ơi. Ok, lên, 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 có gì đây không? Không, thấy mốp. Trời ơi. Ở ngoài mình không mốp, ở trong đây mình có... Ủa, bạc cua. Ở ngoài có bạc cua. Cái người đó bị tròn. Ok, được bạc cua được. Nghĩ vậy. Ờ, chẳng có gì hết, vui dữ. Có coi là cái map kỹ thôi. Đúng rồi, mình đang đúng chỗ đó, thì kê mình xác định được chỗ rồi, từ từ đi thôi. Chỗ mình còn tới là chỗ Royale, đúng không? Đâu? Gì nó đâu? Royale thì gì? Chắc là một tòa lâu đài rồi đó. Gián lệ mà chắc đi xuống rồi. Chắc đi xuống rồi. Thôi đi tiếp rồi. Mình còn tới lâu đài mà. Giờ mình đi tới gel nè, thấy cái gel, thấy cái tù không? Cái tù màu đỏ đó, thấy không? Ôi, có một cái khó xuống không ơi? What? Đây, có một đường xuống nè. Và ở đâu có lava? Oh, what? Nét. Ngu rồi. Không à. Có nước dưới, nước ở dưới. Đù, tròn hầm xuống. Hầm bí mật ông ơi, hầm bí mật. Đi. Rồi nước không luôn. Cảm ơn chú đã làm vật thí nghiệm cho chúng ta. Lắm. Ôi trời đất ơi, thức ăn. Ok. Ê, có vàng nè, cái vàng này đổi được đồ á. Ok, chia đồ nha ơi. Okay. Chia răng nha. Tôi. Đi. Chia hả? Chia đồ tơ gì? Chống chia đồ gì tơ gì? Ôi trời ơi, chúng ta bị... Ở dưới nó kìa. Khoan. Xuống luôn. À, mình đang xuống núi luôn, nó có đường ra cho mình á. Vậy mình đi lấy đâu? Ok, bắt đầu 22 vậy đó. Ok, lúc này cũng tiện. Có cái liver nè chéo. Ra ngoài nè, hên vậy. Cần vậy không trời ơi, chú đó đang thắm á. Này biết đâu. Sorry. Rồi. Ê, chia đồi. Ok, có chia nè. Rồi. Ờ giờ anh em mình kiếm giường làm nhất đi. Ông hút lấy ông hút. Có 3 cái thuốc hồi máu, 5 chai luôn, 7 chai. Ừ. Anh em ở đây. Ờ cái nữa thì chỉ có đưa cũng được. Đi kiếm phòng ngủ đi. Đi. Không ngủ được gì đâu. Ô mát hả? Ủa what the hell? Ủa đây là phòng quân sự hả? Ừ chắc vậy. Lấy theo xài đỡ đi. Lấy được cái chính liền á. À thấy được. Thôi đừng có đập map, sorry, em có lỗi. Mình đang ở chế độ adventure. Mình chỉ đánh được thôi. Ở có cái bản đồ cho bọn mình hết nè, cầm cái bản đồ này mình có thể thấy được hết luôn. Đâu? Nè, cầm đi. Ok, ai cầm? Chú cầm đi. Con có một cái bản đồ này cho mấy ông quay đúng không? À, tôi đang quay, tôi nghĩ vậy. Đây. Cái kìa, cái cổ thụ kìa, what the hell. Đây nhà nhân làng nhiều vết nhỉ. Đây, khu tù nè, như khu tụng kia là khu tù á. Nó cách tù nhân ra nè. Đúng không? Vậy làm sao mình xuống? Kiếm đường vô thôi, nó có cái cổng mà mình đi giết mấy ông bảo vệ mình vô. Ủa mình đang giúp tổ quốc hay là mình đang chống lại tổ quốc? Mình đang đi tham quan, đậu không cũng nhau. Ủa mình có là người Anh hay người Việt vậy mà tổ quốc của mình là nước Anh vậy? Ai biết. Ủa ở đây rơi xuống được nè. Ủa ai vô lô không? Ai vô lô không? Trời dưới là khỏi lên luôn á bằng đen. Ở đây đâu? For the chance. Mấy bác rồi, mấy bác ơi. Mấy bác thì đâu rồi? Ê, ở đây, đằng sau. Kìa, tới tù nè. Cái shit day ngày thăm là thứ 7 và thứ 4 hả? Phải không vậy? Thời gian. Ờ, đúng rồi. Có xương nè, đúng rồi. Đó. Chiếc có xương đổi ra vàng nè. Hello, what are you going on there? Xương đổi ra vàng, 3-2 cùng xương, cổng thọt xương, cổng thọt. What the fuck? Hả? Chết mẹ bị bắt rồi. What the hell? Dịch, nói cái gì vậy? À, bạn đã được chuyển tới đây để mà giết mấy tên tội phạm gì đó. Okay, nếu như bạn đi bắt tội phạm hả? Tôi biết. Tôi không hiểu nha. Ok. Cái điểm là đang là bắt phiên cài ông ơi, phiên cài trên đây nè. Phiên cài xét xử đàng hoàng nè. Ồ. Sao? Sếp không kìa, vui dữ. Ok, tôi là phiên tòa. Hello mấy chế. Dạ, ổi gì ở gì ghế vậy? À, bị cáo. Thôi mày chế. Hai thằng bị, không có bị cáo trong đây nè. Bị cáo rồi. Em ngồi đi. Coi con. Còn mình là đến đây bắt những cái tội phạm.
Blah blah blah. Anh bị bắt rồi. Các bạn bị xử nè. Ủa ai bị xử vậy? Ai biết đâu. Tôi muốn vô đó đâu. Mình phải bắt nó đi, nó nghe người ta xử. Phải ai dịch đi mới biết cốt tiện chứ trời. Ok, mình là nó nhiều tiếng Anh quá chúng ta không hiểu chứ. Có Captain Sparkle nè. Có bạn ai chàng ở đây không mày ơi? Có cái ai chàng không mày? Ờ, què. Đây. Anh có miền. Tôi có 10 level. Anh chàng được cái gì đây? Nó mắc đẹp luôn. Nhưng mà chúng ta không có lapis nữa. Vậy. Ờ, chú tủng rồi. Ok, có lựa chọn kìa. Mấy chế chọn gì đây? Tôi chọn nha. Đâu. Nè, có cái choice nè. Mình chọn hai cái. Để mình phán quyết hai kẻ gì đó. Rồi, tôi đây rồi. Nè, để tôi chọn nha. Guilty your honest. Hoặc là not guilty, this is a setup. À, tụi nó đang phán xét tụi mình á. Vậy là mình phải chọn tôi vô tội. Hoặc là tôi có tội, tôi vô tội. Tại vì tôi, người ta tôi vô tội, tôi bị gà bẫy. Vậy có cái chơi tôi không mở, tôi chọn đại cái nha. Tôi chọn cái giữa. Trong ba cái á. Ok, tôi chọn cái giữa. Tôi chọn cái đầu kia đi. Đâu chọn đâu, tôi chọn mà. Ông mệt quá, tụi chọn đi. Wireless, tôi không. Cái thứ nhất. Cái thứ nhất đây. Cái nhất. Tủng rồi. Một cái tủng nè. Tủng vô đằng kia cho. Chết bà, bị bắt. Ủa thả rồi. Thả rồi. Ok, mình bị mất một cục vàng tại cái gì á. Là nãy nó tưởng mình vô đây, nó tưởng mình ăn cắp á, thấy không? Nên nó bắt mình. Ê, anh em farm máu đi, ngắm chừng được đồ á. À. Để anh em mình tiếp tục đi ha. Ủa gì vậy? Nữa hả? Đó, cho phiên tòa xét xử nữa trời. Cái what the fuck? Tụi chú làm gì vậy? Gì trời. Không. Phải dùng. Đâu rồi. À đây nè. À, chú đó. Làm cho chúng ta bị xét xử quan tòa. Đó là chuyện gì á? Nữa? Rồi chú lựa chọn đi. Bấm T. Chết bà bị